nội vú và phụ khoa bệnh viện ca. Tại đây đang điều trị cho phần lớn các bệnh nhân mắc ung thư buồng trứng. Phần lớn các bệnh nhân tới đây đều đã ở giai đoạn muộn và bệnh đã tiến triển, thậm chí nhiều người đã di căn sang các bộ phận khác. Đáng nói, trước khi phát hiện bệnh, họ không hề có biểu hiện điển hình. Không có triệu chứng hoặc là có khả năng là tôi khỏe bình thường cho nên tôi cũng không phát hiện ra được cái triệu chứng của nó. Thế chỉ có vô tình là một hôm tôi mới cho cháu nội đi chơi, ngồi ở trên ô tô và cháu ngồi trên lòng tôi thì tôi thấy nó cạnh cạnh. Thế là tôi nghi là có vấn đề thì là tôi đi khám thôi, phát hiện ra. Bệnh nhân này là một trong những trường hợp điển hình của việc ung thư buồng trứng tái phát, được phát hiện bệnh lần đầu tiên vào năm 2015, đã được phẫu thuật và điều trị. Sau đó 2 năm, chị phát hiện tái phát và di căn sang buồng trứng còn lại. Bệnh nhân nhập viện và được thực hiện phẫu thuật cắt toàn bộ buồng trứng, nạo vét hạch di căn, sau đó kết hợp hóa trị và thuốc nhắm trúng đích. Sau liệu trình điều trị nhắm trúng đích, hiện tình trạng của bệnh nhân đã ổn định. Đến đầu năm 2021 thì trong quá trình mà đi khám kiểm tra định kỳ thì phát hiện là tái phát, cho nên là các bác sĩ lại bảo là phải mổ lại một lần nữa. Và sau đó thì truyền hóa chất, tôi truyền đích được 10 đợt rồi, tức là truyền đích song song với cả truyền hóa chất. Các bác sĩ cho biết ung thư buồng trứng thường khó được chẩn đoán ở giai đoạn đầu do bệnh diễn tiến âm thầm với triệu chứng không rõ ràng. Hầu hết bệnh nhân được chẩn đoán là ở giai đoạn tiến xa hay giai đoạn 3, giai đoạn 4, tỷ lệ sống trên 5 năm chỉ khoảng 30%. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, với sự phát triển của khoa học y học, bệnh viện ca đã áp dụng những tiến bộ mới nhất, cập nhật nhất trong điều trị ung thư biểu mô buồng trứng như phương pháp điều trị nhắm trúng đích, giúp người bệnh kéo dài thời gian sống thêm, giảm nguy cơ tái phát và cải thiện chất lượng điều trị rõ rệt. Thậm chí nhiều người đã kéo dài tới 20 đến 30 năm. Là một cái tiến bộ nữa trong phương pháp điều trị ung thư buồng trứng là phương pháp điều trị bằng thuốc ức chế PARP. Những cái phương pháp này phối hợp lại với nhau đã giúp cho bệnh nhân cải thiện cái thời gian sống rất là nhiều. Ví dụ như là giai đoạn 3, giai đoạn 4 sau khi phẫu thuật triệt căn kết hợp với hóa trị, bệnh nhân sử dụng các cái thuốc nhắm đích VEGF và thuốc ức chế PARP thì cái cải thiện có thể lên tới 70% với nguy cơ tái phát. Đặc điểm ung thư buồng trứng là thường tái đi tái lại nhiều lần và về cơ bản vẫn là phẫu thuật và hóa trị đi kèm. Nhưng nếu phối hợp thêm các cái thuốc điều trị nhắm trúng đích đó thì rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lợi ích của cải thiện thời gian sống thêm không tiến triển là có thể lên tới 65 hoặc 70%. Điều đó có nghĩa là giúp cho bệnh nhân duy trì cái chất lượng sống và cái thời gian sống thêm rất là tốt, rất là khả quan. Ung thư buồng trứng thường không có biểu hiện điển hình nên khi có các biểu hiện thì bệnh đã ở giai đoạn muộn. Hơn nữa, bệnh hay tái phát nên việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn. Bệnh nhân có thể phải điều trị nhiều lần, do đó ảnh hưởng đến kết quả điều trị cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh. Việc ứng dụng điều trị trúng đích với cơ chế tác động lên khả năng chỉnh sửa DNA bị tổn thương của tế bào có thể được xem là một tiến bộ vượt bậc, mở ra cơ hội sống cho người bệnh. Tuy nhiên, bệnh nhân cần phải tuân thủ đúng phác đồ. Mấu chốt của điều trị là phối hợp điều trị đa mô thức, vì vậy bệnh nhân cần tuân thủ đúng các cái liệu pháp điều trị mà bác sĩ đã hướng dẫn. Mình phải phối hợp giữa phương pháp phẫu thuật, phương pháp điều trị nội khoa, điều trị tại các cái chu kỳ hóa trị theo số ngày quy định, và cái thuốc ức chế PARP thì cũng phải tuân thủ uống theo liệu trình hàng ngày. Nếu mà phụ nữ có các triệu chứng như là đau bụng, bụng trướng hoặc là các nổi hạch ngoại vi hoặc là các triệu chứng như là rối loạn kinh nguyệt kèm theo thì cũng nên đi tầm soát và phát hiện và kiểm tra sớm. Ít nhất là bệnh nhân có thể được tầm soát và kiểm tra về các tổn thương trong ổ bụng hoặc là các cái biện pháp thăm khám khác kèm theo như là soi âm đạo. Cũng theo các bác sĩ, mặc dù đã có những bước tiến mới trong điều trị ung thư buồng trứng, tuy nhiên, điều quan trọng nhất giúp cho việc điều trị hiệu quả chính là cần phải được phát hiện sớm. Do đó, khi có những biểu hiện bất thường về sức khỏe, người bệnh cần phải được đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đặc biệt là việc tuân thủ phác đồ điều trị và liên tục là hết sức quan trọng khi áp dụng phương pháp nhắm trúng đích.